Nếu bạn vẫn đang phân vân, thắc mắc, không biết lựa chọn dòng cây ăn quả nào phù hợp cho khuôn viên gia đình mình, vừa làm cây cảnh, cây ăn quả, trang trí cảnh quan, thì trong video ngày hôm nay, nhà vườn Huy Hoàng xin giới thiệu các bạn top 5 dòng cây ăn quả ngoại nhập phù hợp nhất với điều kiện khí hậu nước ta, đem lại giá trị kinh tế cũng là dinh dưỡng rất là cao nhé. Loại đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là những cây nho thân gỗ các bạn nhé. Nho thân gỗ thì có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ. Loại cây này đã được du nhập vào Việt Nam, được trồng phổ biến và rộng rãi khoảng tầm 4-5 năm gần đây. Dòng nho này thì sinh trưởng, phát triển rất ổn định, khỏe mạnh. Đặc điểm của chúng là ra hoa, đậu quả gần như là quanh năm. Các chùm hoa, chùm quả mọc sai chữ chích từ gốc cho đến ngọn, chúng sẽ ra hoa vào những thân cây các bạn nhé. Rất là đặc trưng. Khi ăn thì chúng ta có thể cảm nhận được ngay hương vị ngọt, thơm, vỏ rất là giòn. Kèm theo đó là rất là giàu giá trị dinh dưỡng. Một loại quả chúng ta vừa có thể làm cây cảnh, cây ăn quả, trang trí cho cảnh quan, khuôn viên, gia đình mình nhé. Loại quả tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là những quả hồng đen sô-cô-la các bạn nhé. Dòng hồng này thì có hương vị giống như là những chiếc sô-cô-la, rất là thơm ngon. Ruột quả khi chín sẽ có màu đen sẫm, dẻo quẹo. Hương vị rất là ngọt và thơm. Còn đây là những cây hồng sô-cô-la, cây choay mà nhà vườn mình đang trồng và chăm sóc các bạn nhé. Từ một cây giống các bạn trồng lên thì chỉ khoảng tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi thôi là những cây hồng sô-cô-la đã bắt đầu cho ra hoa, đậu quả bói rồi, rất là nhanh thôi. Dòng này thì sinh trưởng khá là mạnh. Những cây này thì đã được nhà vườn mình trồng chăm sóc được khoảng tầm 3 năm tuổi, hiện tại đã cho những nở quả, nở hoa vô cùng sai các bạn nhé. Một cây như này thì đã cho khoảng tầm từ 20 đến 30 trái rồi. Những nở quả này các bạn trồng chăm sóc thì chỉ có tầm 2 đến 3 tháng nữa thôi là chúng ta có thể sở hữu những trái hồng sô-cô-la vô cùng thơm ngon. Và dòng này thì chịu nhiệt rất là tốt, các bạn có thể trồng đất hoặc là trồng chậu thì cây đều có thể sinh trưởng phát triển tốt nhé, cho quả cũng rất là sai. Loại cây tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là những cây táo tàu các bạn nhé. Dòng táo tàu là một loại cây ăn quả được rất nhiều người ưa chuộng ở Việt Nam ta bởi vì chúng rất là dễ ăn trồng, chăm sóc. Hiện nay thì dòng táo tàu chia thành rất nhiều chủng loại, tiêu biểu như các dòng Tiger Tooth, GA866, Baby Red. Quả của chúng có hương vị thơm ngon. Khi ăn, chúng ta cảm nhận được vị giòn, ngọt. Trong quả chứa hàm lượng dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất rất là tốt cho sức khỏe. Từ một cây giống, các bạn trồng khoảng tầm 6-8 tháng là chúng ta đã có thể thu hoạch được những chùm táo tàu rồi nhé. Một cây giống của chúng sẽ có chiều cao và khoảng tầm 60-70 phân. Bên mình nhập khẩu trực tiếp về, các bạn cứ đảm bảo an tâm là cây có thể sinh trưởng, phát triển ổn định và rất là tốt nhé. Loại cây thứ tư mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cây táo đỏ lùn F1 nhé. Dòng quả táo đỏ lùn này, quả của chúng khi chín sẽ có màu đỏ tươi, rực rỡ. Trọng lượng quả dao động từ là 300-400 g. Hương vị thì vô cùng thơm ngon các bạn nhé. Mẫu mã rất là đẹp mắt, vừa có thể làm cây cảnh, cây ăn quả, trang trí trong khuôn viên gia đình mình. Một cây táo đỏ lùn thì có thể cho thu hoạch từ 20-30 trái một vụ các bạn nhé. Dòng này thì ra hoa, đậu quả vào tầm tháng 3, tháng 4, kéo dài đến tầm tháng 8, tháng 9. Là chúng ta đã có thể thu hoạch những trái táo đỏ lùn rồi. Hương vị rất là thơm ngon. Trên thị trường hiện nay thì giá thành rất là cao. Một ký quả dao động từ 100-200 ngàn đồng một ký các bạn nhé. Là một dòng cây các bạn có thể nghiên cứu, vừa làm cây cảnh vừa làm cây kinh tế chủ lực, rất là tốt. Loại cây cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là những cây vú sữa hoàng kim các bạn nhé. Chúng có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan, đã được du nhập vào nước ta trong vòng từ 3-4 năm gần đây, cho năng suất cũng như là chất lượng quả rất là tốt, được rất nhiều hộ dân ưa chuộng lựa chọn trồng làm cây kinh tế chủ lực rồi nhé. Quả của chúng khi chín, các lớp vỏ quả chuyển hết sang một màu vàng óng rất là đẹp mắt, kích thước quả to tròn, hương vị rất là thơm ngon. Đặc biệt thì dòng vú sữa hoàng kim này là một dòng vú sữa rất ít nhựa các bạn nhé. Trọng lượng một quả khi chín có thể dao động từ 300-400 g. Một cây một vụ trưởng thành có thể cho thu hoạch từ 20-30 kg trái. Từ một cây giống các bạn trồng thì chỉ khoảng tầm 2 năm thôi là chúng ta đã bắt đầu có thể cho thu bói những lứa trái vú sữa hoàng kim đầu tiên rồi nhé. Sinh trưởng phát triển rất là nhanh. Là một loại cây vừa có thể làm ăn quả, vừa có thể tạo bóng mát sân vườn vô cùng đẹp và bắt mắt. Vừa rồi là 5 dòng cây ăn quả mang giá trị kinh tế cũng như là dinh dưỡng rất là cao. Các bạn có nhu cầu muốn sở hữu những loại cây kể trên thì hãy liên hệ trực tiếp với nhà vườn Huy Hoàng nhé. Số điện thoại Zalo bên mình là 092 692 2886. Địa chỉ vườn mình ở phố Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nhé.